Đây, và mình đang ở bên trong và mình đứng trước cái bảng. Trong đây này, có cái CBD, tức là cái cửa hàng tiện lợi, rồi coffee, cà phê, quán cà phê, rồi tiệm sách đấy này. Đây, thôi mình vào bên trong thôi. Mình thấy ở bên đây là nhiều người tự do vào bên trong mà. Chắc không sao. Đây có quán xá nữa mà. Đó, và bây giờ mình đi lên thôi. Đó, và bây giờ mình đang ở bên trong tòa nhà hành chính này, để mình cho các bạn quay, các bạn xem. Đó, mình đang lên tầng trên. Và các bạn thấy rất là đẹp không? Những hình bóng đèn này. Wow. Đó, ở tầng trệt, ở cái mái nhà cũng đẹp nữa. Wow, đẹp chưa? Và đây là cái cửa hàng tiện lợi ở trong cái tòa nhà hành chính. Wow, nhìn đẹp quá. Coi bên trong này nó còn có những cái gọi là khóa học á. Ví dụ như khóa học mình thấy nó có chữ Gaku, Gakuin, tức là những cái lớp mở để dạy học. Đây, mình đang ở trong tòa nhà hành chính, mình không nghĩ là vào được bên trong đâu. Đây, và mình đi lên cầu thang để cho các bạn xem. Wow. Nói chung là cảm thấy không bị thất vọng khi mà đang ở trong cái tòa nhà hành chính này. Cầu thang cũng rất là đẹp nữa chứ. Phải nói cái gì cũng rất là đẹp. Wow. Mình đang leo lên trên. Bây giờ mình ở tầng mấy mình cũng không biết nữa. Đây, à tầng 3, ở đây mình có thấy tầng 3 rồi. Mà mình leo nữa sao? Thôi mình đi cầu thang thì có lẽ được hơn. Thang máy đi nhỉ? À, nhầm rồi.